Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cô chú và anh chị. Em là Yến Khương, nhân viên mới của công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Thì đây là lần đầu em quay video nên nói không được trôi chảy lắm. Cô chú anh chị mình xem có gì sai sót thì cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho em. Hoặc cô chú anh chị mình có thể góp ý cho em ở dưới phần bình luận để em học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn nha. Dạ, thì hôm nay em Yến Khương về ấp Bình Tạo thuộc xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình một căn nhà với tổng diện tích là 116m², với bề ngang là 5m, dài là 23, full thổ cư luôn, tặng toàn bộ nội thất cho cô chú anh chị mình luôn với giá là 1.550.000.000. Thì hiện trạng đường trước nhà của mình là đường ba rác ha cô chú anh chị. Thì hướng này cô chú anh chị mình di chuyển tầm 300m là sẽ ra đến đường tỉnh lộ 864. Và một hướng rẽ trái là cô chú anh chị mình sẽ ra cầu Rạch Miễu hướng về trung tâm thành phố Mỹ Tho. Và một hướng về phải là cô chú anh chị mình sẽ ra đến Cai Lậy Cái Bè. Thì ở đây em thấy là khu vực dân cư hiện hữu nè, điện nước wifi cáp quang có đầy đủ hết ha. Thì ở đây là gần khu công nghiệp Trung An nên em thấy là có rất là nhiều giải trọ luôn. Cô chú anh chị mình ở Sài Gòn mà mình muốn về đây mình mua nhà để làm của hoặc là mình chưa có ở thì cô chú anh chị mình có thể cho thuê được luôn ha. Thì với tổng diện tích là 116m², với bề ngang là 5m được tính từ vị trí này nè. Cô chú anh chị mình đo dài sang bên đây là 5m. Và nhà của mình á, là sẽ tiếp giáp với nhà hàng xóm ha cô chú anh chị. Bề ngang là 5m, dài là 23. Thổ cư là 100% luôn. Thì phía trước sân của nhà mình á, là rộng rãi lắm nè cô chú anh chị. Thì ở đây em thấy chủ có trồng mấy cái chậu bông nhìn rất là xinh ha. Xung quanh thì chủ cũng có xây tường rào kiên cố hết rồi, phân ranh giới rõ ràng ha cô chú anh chị. Thì nhà của mình em thấy là chủ có ướp gạch lên tới trần luôn nè, xây rất là kiên cố và chắc chắn ha. Rồi anh chị hãy cùng em vào xem bên trong căn nhà ha. Thì đây là không gian phòng khách nhà mình nè. Bàn ghế, tivi rồi là tủ chủ sẽ tặng lại hết luôn nha cô chú anh chị. Đó, không gian phòng khách rất là thoáng mát, rất là rộng rãi ha. Tường thì được ướp gạch lên cao khoảng 1m6 luôn đó cô chú anh chị. Đó, rất là mát mẻ ha. Trần này là trần thạch cao ha cô chú anh chị. Chủ cũng có lắp đặt cái đèn nhìn rất là đẹp luôn nè. Thì căn nhà của mình là được thiết kế gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một khu vực bếp và một nhà vệ sinh ha. Đây là phòng ngủ thứ nhất nè. Ở đây thì anh chủ mình không có ở cho nên là anh chủ để đồ thôi ha. Thì ở đây có cái máy chạy bộ với máy tập tạ nè, thì chủ sẽ tặng lại cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi đây là căn phòng thứ hai nè. Đó, ở đây sẽ có tủ, giường, tivi, máy lạnh là chủ sẽ tặng lại hết luôn. Phòng rất là rộng luôn ha cô chú anh chị. Còn đây là khoảng không gian sinh hoạt chung của gia đình mình ha. Thì nhà rất là rộng rãi, cô chú mình ở 5-6 thành viên là thoải mái luôn. Đó, máy giặt, tủ lạnh rồi kệ bếp này kia là có đủ hết ha. Còn đây là nhà vệ sinh của mình nè. Nhà vệ sinh là có lavabo, máy nước nóng rồi đầy đủ hết ha cô chú anh chị. Đó, rất là rộng rãi luôn. Và phía bên trái này sẽ là cái sân phơi đồ nè. Đó, có cái cửa rồi khóa là rất an ninh luôn ha cô chú anh chị. Thì em xin nhắc lại ha, căn nhà của mình với tổng diện tích là 116m², với bề ngang là 5m, dài là 23, full thổ cư luôn, tặng toàn bộ nội thất cho cô chú anh chị mình luôn với giá là 1.550.000.000. Từ căn nhà mình, cô chú anh chị muốn di chuyển ra chợ, trường học, ủy ban thì trong vòng bán kính là 2km thôi và cách trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 3km. Cách bến xe miền Tây là khoảng 60km ha.
Dạ, thì cô chú anh chị mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ em Yến Khương. Em sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp, mình gặp chủ cùng thương lượng luôn nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video này của em nha.